Hi, hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của mình nha. Thì hôm nay mình lại ra Ba Hòn quay những anh em vượt sóng cho các bạn ha. Hiện tại đang có một chiếc tàu cá này đang vượt biển nha các bạn. Ù quá sóng à. Quá nhảy các bạn ơi. Hiện tại thì sóng ở biển đang rất mạnh nha các bạn. Đánh trắng giả luôn. Ồ thấy ghê không? Nhảy à, chèn hơn. Khủng khiếp. Quá các bạn ơi. Đánh thủ cái mũi luôn. Quá nhảy. Con ngu trắng giả chưa. Quá khủng khiếp rồi. Ai sẽ hiểu cho tình cảnh của anh này hiện tại đây. Khủng khiếp rồi. Trời ơi, anh tàu cá đi ra kìa. Ôi, ôi, mới ra mà nhảy kìa. Ghê hàng không? Trời ơi, trắng luôn. Chạy ra khối kìa. Quá. Quá sóng. Trắng giả luôn. Quá khủng khiếp rồi. Trời ơi. Sống cỡ này ai gì mà dám liều đi ra. Rồi sao mà khựng khựng lại bạn, sao đứng lại. Rồi chạy tiếp à. Tính nào có vấn đề gì chứ.
kìa, không hình dung nổi luôn. Quá sóng đánh cơn nào cơn nấy, nóng lạnh. Khủng khiếp chưa? Đánh gớm hàng thiệt. Mình nhìn trên bờ mình sợ nói chuyện tha người ta đi. Nó gớm hàng chưa? Sống cơ nào con nấy thấy ghê, trắng giả. Ồ, ra ngoài biển kìa, đánh kìa. Không thể tưởng tượng. Phải nói là khủng khiếp. Quá kinh. Thêm một chiếc tàu cá này ra biển nữa này các bạn. Trời ngô mới ra bị đánh này kìa. Thank you.
cho ngựa đánh kìa. Thấy ghê hàng không? Đó, bắt đầu rồi đó. Nhảy rồi, nhảy rồi. Nó ghê chưa? Quá wow. Nhảy liên tục. Sống lượng nào lượng ấy, trắng trắng kìa. Cái chậu cá này thấy lắc không bạn ơi? Sao thấy không đi chứ? Kìa, đánh kìa. Cương nào cái này khủng khiếp. Gà biển này nó mới nhảy này các bạn. Nó ra ngoài xa. Đó. Sóng bờ lớn. Kiểu như đi ngược các bạn, cái nó đánh cái muốn dội ngược lại kìa. Quá khủng khiếp.
clip của mình đến đây cũng kết thúc luôn nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay cho mình xin một like và một lượt đăng ký nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn các bạn ở những video tiếp theo nha.